chiều nay sao. Bây giờ thì nó đang vô mùa mưa, mưa dầm, thành thử ra nước nhiều. Khi có nước nhiều bà con ra, bà con làm ruộng được rồi. Ở đây là ở U Lâm, bà con đồng bào Khmer thì hay nuôi bò lắm, mà ở đây thì lại ít thấy xài bò. Bà con ra ruộng rồi nè, đủ nhau ra làm ruộng rồi. Này người ta làm bằng đầu máy công nông. Bao năm cần lao lưng mẹ còng cho lúa nặng bờ. Hương lúa thơm trên đồng quyện vào, câu hát ru của mẹ ngọt ngào. Nâng niu bước chân con dù đi muôn phương không sợ quên lối. Nay nghe bước con về con đò cua nhẹ sông nước. Này đang bừa cái miếng dán đó, mà ông đó ông đứng lên đó là miếng dán để bừa kéo đất cho nó bằng rồi. Có miếng dán này làm bằng máy công nông thì người ta cái miếng bừa nó bự lắm, còn làm bằng bò thì nó nhỏ, tại bò nó kéo không nổi. Bừa này chắc cũng phải 5 mét là có. Ở về khu vực này á mà thấy người ta cắm vậy nè, cắm cái cây vậy nè, rồi có để cái bao hay giấy hay là cái áo hay là cái gì á, là theo quy ước á là người ta cấm. Có nghĩa là ở đây á có cỏ mọc nhiều nè, là cấm như vậy là người khác không có quyền, là người ta cấm không cho người khác vô cắt cỏ ở đây. Ở đây người ta cấm nhiều chỗ nữa, thấy không? Đó là có nghĩa là cỏ này là chủ người ta sẽ cắt cỏ này cho bò. Đó, mấy ở dưới ruộng cũng vậy, khi mà thấy cắm cái cây thì có cái có bọc hay là tấm vải gì như vậy là theo quy ước là cấm không cho vô. Cái miếng ruộng chỗ này xưa người ta trồng lúa nè, nhưng mà bây giờ người ta đang chuyển đổi nó thành trồng vườn cây. Ở đây là người ta trồng xoài, tại vì lúa làm bấp bênh quá không lời. Đó, thành thử ra nhiều nơi tôi đi cũng thấy nhiều nơi người ta chuyển đổi trồng lúa thành trồng vườn xoài hoặc là vườn cây ăn trái gì đó. Ở đây là có một miếng này là đang trồng xoài. Hồi xưa nó là nó trồng lúa, đang ở U Lâm đó nha bà con. Ai đem nắng chiều phơi lên trên dàn bông bí vàng tươi, ai đem gió chiều dù cho con diều khúc khích cười đùa. Ngày đi lòng bao quyến luyến, ngày trở lại tình lâng lâng, luôn luôn khắc trong tim quê mẹ ấm tình để ta nương náu. Đang dở lưới lên. Con ơi, đằng này cậu và cậu chú báo chứ cậu. Chú con không biết nữa con. Có cá không? Có mẹ chú ơi, có cá lắm chứ. Không có nước mà sao con đâu có cá nổi? Hả? Nói nó không có nước mà làm sao không có cá? Nước này không có cá lắm chứ con. Mùa này năm ngoái là bắt cá đã luôn rồi. Chú không biết luôn hả? Chú không biết, ở đây chú không rành. Thì ra mấy anh kinh lớn ngoài ủi của bộ có lý hơn á. Trong này xa quá rồi, cá nó đâu có vô tới trong này đâu à.
đủ tiền xăng không? Làm ăn kiểu này không bảo đảm à. Thường là cá gì? Thường là được cá gì? Cái chốt cá lăng hả? Mày Vinh. Năm nay coi như là không có lũ rồi đó. Không có. Chân con dù đi muôn phương không sợ quên lối. Được bao nhiêu ký rồi? Đủ mà không đủ tiền xăng rồi. Đổ tiền dầu rồi. Đổ tiền dầu rồi. Tới bên cậu chú U vậy đó. Cậu chú U hả? Biết đường làng bây giờ người ta đổ bê tông mà. Nó sạch sẽ. Bữa nay đi thì nói chung không có cái gì quay hết. Ở đây là mình đang ở trong làng ở U Lâm. Làng U Lâm là thuộc huyện Phi Tôn. Nó mấy cái chổng người ta hay làm cái chòi. Đây giờ có nhà tường đẹp đẹp cũng nhiều. Hồi xưa toàn là nhà lá lùng sụp. Đường làng ở U Lâm nha bà con. Giờ đổ bê tông về là chạy êm. Này nhà xưa nè.
chân con dù đi muôn phương không sợ quên lối. Nay nghe bước con về con đò cua nhẹ sóng nước chơi mơ. Hình như đang gặt lúa nè. Có mấy đứa nhỏ là để nhà không ai coi dẫn ra luôn gặt lúa. Đây là gặt bằng tay và lưỡi liềm. Đây gặt lúa thủ công. Bà cụ ra gặt lúa. Lúa ta lấy cọng lúa ta làm dây ta cọng. Người ta đang xạ ta làm ruộng đất xong rồi người ta xuống giống người ta, cái này người ta gọi bằng xạ lúa. Nó quấn lại ta làm dây, ta cột thành bó lúa lại, cũng nhau ra ngồi phơi nắng. Thì nhỏ quá, hai chiếc cái là khó né nhau. Giờ mình quay trở ra rồi.
chỗ này thì người ta cắt xong rồi, chỉ còn có miếng này thôi à. Mấy miếng kia là người ta làm, người ta xạ giống hết nè. Chân con dù đi muôn phương không sợ quên lối.